Bộ phim Trừ Tà Không Thể Bỏ Qua năm 2023 có tên Khắc Tinh Của Quỷ đã chính thức lên sóng Netflix. Bộ phim được cải biên từ sự kiện có thật trong cuộc đời của linh mục Gabriel Amuot. Trong 36 năm đấu tranh với ác quỷ, Amuot đã thực hiện hơn 100.000 lễ trừ tà với nhiều kinh nghiệm đáng sợ từ thế giới ác quỷ. Hôm nay chúng ta cùng dõi theo Russell Crowe, diễn viên đạt giải Oscar, để cùng đi sâu vào thế giới ác quỷ đáng sợ. Bộ phim bắt đầu với một nghi thức trừ tà đáng sợ. Một người đàn ông bị ác quỷ nhập vào, lời nói tràn đầy ý khiêu khích và ham dọa, vừa thấy Amuot đã nhào đến. Amuot lấy huân chương thánh Benedict ra, con quỷ lập tức bị ghim lại. Sau đó trợ lý dẫn một con lợn rừng vào trong phòng. Amuot cố ý chọc tức hắn, nói hắn không phải là ác quỷ, nếu nhập được thật thì thử nhập vào con lợn này xem nào. Con quỷ ngu ngốc mắc bẫy, bắt đầu ngọ nguậy cơ thể, rất nhanh thoát ra khỏi cơ thể người đàn ông rồi nhập vào con lợn. Trợ lý lập tức giơ súng bắn chết cả con lợn lẫn con quỷ. Không hổ danh là bậc thầy trừ tà, cách trừ tà cũng có lối đi riêng. Chuyển cảnh quay đến Tây Ban Nha, Julia thừa kế một tu viện cũ. Cô ta dẫn theo con gái Amy và con trai Henry đến đây dự định cải tạo lại tu viện để bán đi. Nhưng trong tu viện hình như có thứ gì đó, Henry đột nhiên co giật điên cuồng trên giường giống như có thứ gì nhập vào. Khó khăn lắm mới trấn tĩnh được cậu ta, một chuyện quái dị đã xảy ra. Các ngươi sẽ phải chết, Henry, con làm gì thế, Henry. Sau đó Henry vạch áo lên, trên bụng có khắc một chữ hận. Hơn nữa biểu cảm hung ác của cậu ta khác hoàn toàn so với trước đó. Julia lập tức mời một mục linh tên Thomas đến trừ tà cho Henry. Thomas vô cùng tự tin về năng lực của mình, kết quả vừa bước vào phòng đã bị ném văng ra ngoài. Ác giả, ác báo, sức mạnh của con quỷ này quá khủng khiếp, cha Amuot lập tức đến nơi. Ông lấy huân chương ra lắc qua lắc lại trước mặt Henry, trong mắt cậu bé lập tức xuất hiện một cặp đồng tử nữa. Xem ra Henry đã bị nhập, Amuot hỏi mục đích của hắn là gì, con quỷ vênh váo nói, hắn thích xâm hại thân xác non nớt, hơn nữa còn đặc biệt thích nhập vào cơ thể Amuot. Amuot nói ngươi làm thế chỉ để tự diệt ngươi thôi, ngươi sẽ không đạt được mục đích đâu. Kết quả cây thánh giá trên tường đột nhiên rơi xuống đất. Con quỷ này vô cùng tà ác, không những biết tên của Amuot còn biết được quá khứ tội lỗi của ông. Hóa ra hồi trẻ Amuot từng tham gia chiến tranh chống phát xít, tay bắn tỉa Đức bắn súng như thần, bắn gục toàn bộ đồng đội của Amuot, duy chỉ có Amuot nhanh trí nằm xuống đất giả chết mới thoát mạng. Nói xong con quỷ lại bắt đầu ho liên tục. Lần đầu tiên Amuot gặp một con quỷ mạnh như vậy, ông cảm thấy sợ hãi, lập tức rời khỏi căn phòng. Tại sao con quỷ lại chọn Henry? Amuot cho rằng phía sau nhất định có lý do đặc biệt gì đó. Julia nói với ông, Henry và bố từng trải qua một vụ tai nạn, cậu ta tận mắt nhìn thấy bố mình bị đâm xuyên người. Ký ức này đã gây ám ảnh rất lớn với cậu ta. Lúc này điện thoại đổ chuông, Amy nhấc lên nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng của bố cô ta khiến Amy hoảng sợ hét lên. Do phải biết tên của ác quỷ mới có thể chính thức trừ tà, Amuot và Thomas cùng vào phòng cầu nguyện hy vọng có thể ép con quỷ nói ra tên của mình. Rất nhanh cầu nguyện đã có tác dụng, con quỷ bắt đầu vùng vẫy trên giường. Nhưng đèn đột nhiên vụt tắt, Amuot dùng bật lửa để soi sáng, một cô gái xuất hiện trước mặt. Cô gái này tên Rosaria, bởi vì một phán đoán sai lầm trước đó của Amuot khiến cô ta nhảy lầu tự sát ngay trước mặt ông. Chuyện này đã trở thành vết nhơ trong đời ông. May thay ý chí của Amuot vô cùng mạnh mẽ, con quỷ lập tức bị hất văng trở lại, không ngừng chuyển đổi giữa Rosaria và Henry. Thấy không để đối phó được Amuot, con quỷ lại chuyển mục tiêu sang Thomas, còn kể ra một bí mật của anh ta. Hóa ra trước đây khi chưa theo đạo, Thomas từng ngủ với một cô gái tên Adela nhưng không cưới. Thomas kích động buông lời mắng chửi rồi nhào đến siết chặt cổ con quỷ. May thay Amuot kịp thời kéo anh ta ra, bởi vì nếu làm vậy sẽ trúng kế của nó. Trừ tà thất bại, Amuot chuẩn bị rời đi, đột nhiên con quỷ lại nói. Ngươi bị lừa rồi, Amuot, ngươi đã cắn câu và ta sẽ hủy diệt ngươi. Con quỷ này có thể biết được tội ác của họ và dùng nó để thao túng tâm lý họ. Nhưng tại sao nó lại nói rằng Amuot đã cắn câu? Amuot đột nhiên nhớ ra gì đó liền ra ngoài vườn tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh đã tìm thấy một cái giếng cạn bị đậy kín, nắp giếng có in hình huân chương thánh Benedict. Ông dùng dây thừng buộc vào nắp giếng rồi buộc vào xe máy để kéo nắp xuống. Lúc này chuyện kỳ dị đã xảy ra, cây thánh giá trên tường đột nhiên lật ngược lại. Một cánh tay người đàn ông xuất hiện ôm chặt lấy Julia. Julia hoảng sợ hét lên nhưng cánh tay lập tức bịt miệng cô ta lại. Julia điên cuồng vùng vẫy, đột nhiên giường tách ra làm đôi kéo cô ta xuống dưới. Khi Amuot đến nơi, Julia đã bị kéo sâu xuống dưới, may thay Amuot kéo được cô ta ra. Lúc này Amy đang trốn trong chăn, cứ tưởng rằng như vậy rất an toàn. Kết quả, Amy chạy ra khỏi phòng nhưng con quỷ vẫn đuổi theo áp sát, còn để lại vết cào sâu trên tường. Vào lúc Amy tuyệt vọng, Amuot đạp tung cửa nhanh chóng đọc lời cầu nguyện. Con quỷ biết không địch lại được liền cúp đuôi bỏ chạy. Sau đó Amuot và Thomas cùng xuống giếng, mở một cánh cửa, phát hiện một căn phòng thần bí. Giữa phòng có một xác chết bị nhốt trong lồng. Trên tay thi thể đeo một chiếc nhẫn, từ hình vẽ trên đó có thể thấy đây là người bảo hộ cuối cùng của hộ quan Hồng Y. Amuot suy đoán nơi này từng xảy ra một lễ trừ tà vô cùng ác liệt nhưng rõ ràng đã thất bại. Họ tìm được một chiếc chìa khóa trong bụng thi thể và mở được lồng sắt phía trước, đi vào sâu trong mật thất. Họ đến một nơi giống như đàn tế, nơi này cũng có một cái xác.
Từ cây quyền trượng bên cạnh có thể đoán được đây chính là thầy dòng Zeojada, một trong những thầy trừ tà vĩ đại nhất mọi thời đại. Xem ra sức mạnh của con quỷ không phải dạng vừa, thầy trừ tà lợi hại như vậy mà còn bỏ mạng dưới tay nó. Quay về phía Julia, đột nhiên cô ta không thấy Ami đâu. Vào phòng Henry tìm phát hiện Ami đang ngồi chơi với Henry, hơn nữa lời nói và hành động vô cùng kỳ lạ. Lẽ nào cô bé đã lây bệnh của Henry rồi ư? Julia vội vàng kéo cô ra, không ngờ, xem này. Trong lúc nguy cấp, cuối cùng Amos cũng tìm được tên của con quỷ trong nhật ký của thầy dòng Zeojada. Hóa ra nó tên Asmodeus, sức mạnh của con quỷ lập tức bị giảm đi, mẹ con Julia may mắn thoát chết. Con quỷ không cam tâm điên cuồng gầm gừ, cửa kính bị vỡ tanh bành. Ami vội vàng nhặt ống tiêm thuốc an thần dưới đất lên đâm vào cổ Henry, con quỷ cục xúc cuối cùng cũng yên lặng trở lại. Còn Amos cuối cùng cũng tìm ra mục đích của con quỷ. Hóa ra nó muốn nhập vào người Amos, ẩn mình dưới chính nghĩa, lấy danh nghĩa thượng đế đi gây chuyện độc ác, thậm chí còn xâm nhập vào giáo hội rồi đồ sát các con chiên. Biết được tên và mục đích của con quỷ, có thể làm lễ trừ tà được rồi. Bốn người vào phòng chuẩn bị tiêu diệt con quỷ, nhưng nghi lễ còn chưa bắt đầu, trước mắt Amos xuất hiện ảo giác. Rosaria đột nhiên treo trên trần nhà đang điên cuồng cắn một con chim. Đối diện với những lời chỉ trích của Rosaria, ý chí của Amos bắt đầu dao động, may thay Thomas đánh thức ông kịp thời. Tiếp đó Thomas cũng gặp ảo giác, Adela xuất hiện trước mắt với cơ thể không một mảnh vải quyến rũ anh ta. Vào lúc Thomas sắp không chống đỡ được, Amos vội vàng kéo anh ta trở lại hiện thực. Nghi lễ trừ tà chính thức bắt đầu, Amos cầm cây thánh giá không ngừng niệm thánh kinh, trong phòng gió lớn nổi lên. Con quỷ không chịu được nữa, há miệng to sắp nhét được một con trâu, cuối cùng ngất lịm đi. Nhưng trên bụng nó có một dòng chữ nổi lên Chúa không ở đây. Và lúc mọi người còn đang thắc mắc, Ami lại có biểu hiện khác lạ. Nó nhập vào cả hai rồi, lúc này Henry lại bắt đầu nổi điên, lập tức ghim Amos lên tường. Ami biến thành một con quái thú, điên cuồng nhào về phía Julia, sau đó đánh Julia một trận như tử. Thomas muốn đến giúp một tay lại bị chiếc khăn cuốn vào cổ treo lên. Thấy mọi người đều đang gặp nguy hiểm, Amos đành thỏa hiệp trước con quỷ. Con quỷ lập tức thoát khỏi dây trói, túm lấy Amos rồi nhanh chóng nhập vào người ông. Sau khi con quỷ thoát ra, Ami và Henry đã trở lại bình thường. Nhưng Amos thì thảm thay, hai mắt ông đỏ lừ, huyết mạch nổi rõ, miệng nôn máu tươi, sắp trở thành con rối cho ác quỷ. Amos không cam tâm, dùng chút lý trí cuối cùng cuốn dây thừng vào cổ nhảy từ trên cao xuống định bụng chết chùm với con quỷ. Chỉ tiếc thay mọi chuyện đều là vô ích, chớp mắt đã bị con quỷ hất văng. Ông lại chạy xuống đàn tế dưới hầm, bởi vì nơi này có mỏ quặng tự nhiên, trong không khí tràn ngập khí ga và lưu huỳnh. Ông chuẩn bị cho cháy nơi này, cùng xuống địa ngục với con quỷ. Nhưng vào lúc chuẩn bị châm lửa, sau lưng đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, một bóng người từ từ nhô lên. Amos quay đầu lại nhìn, hóa ra là Đức Thánh Mẫu Hiển Linh. Amos lập tức quỳ xuống nhưng rất nhanh đã phát hiện bị lừa, con quỷ đã đóng giả thánh mẫu. Con quỷ gầm lên một tiếng hất văng Amos ra xa chục mét. Khi Thomas đến nơi, Amos đã hoàn toàn bị chiếm đoạt cơ thể, Chúa không có ở đây. Thomas không muốn để Amos đi chết, bắt đầu cầu nguyện với Thượng Đế. Dưới sự kiên trì của Thomas, lời cầu nguyện có tác dụng. Con quỷ không chịu đựng được nữa, há miệng gầm lên từng tiếng, sau đó Amos bị hất văng ra ngoài. Con quỷ không từ bỏ, lại biến thành Rosaria nhào về phía Amos, còn ấn chặt ông xuống đất. Tiếp đó Adela cũng hiện lên kéo Thomas lên không trung rồi ném vào vũng nước. Thomas nhanh chóng lấy huân chương ra ấn vào đầu cô ta. Người Adela bốc khói đen, cuối cùng nổ tung, biến thành một vũng tương cả. Amos cũng ấn cây thánh giá lên đầu Rosaria và đẩy cô ta vào trong vũng nước ở giữa đàn tế. Vũng nước lập tức biến thành nham thạch địa ngục, con quỷ không sao thoát ra được. Hai người nhân cơ hội đọc lời trừ tà cuối cùng, tống cổ con quỷ vào thẳng địa ngục. Hãy vào địa ngục, cuối cùng con quỷ cũng bị tiêu diệt. Tuy quá trình không hề dễ dàng nhưng Amos vẫn vô cùng lạc quan, vừa xong chuyện đã bỏ rượu ra nhấp một ngụm. Quay về giáo hội, giáo hoàng vô cùng hài lòng với màn thể hiện của họ. Nhưng họ đã tìm ra nơi có ác quỷ lợi hại hơn trong nhật ký của thầy dòng Dela. Do đó Amos và Thomas lại bắt đầu một hành trình mới. Cả cuộc đời của cha Gabriel Amos đều dành để đấu tranh với ác quỷ, đã thực hiện hơn 100.000 lễ trừ tà. Cho đến năm 2016 đổ bệnh và mất ở Roma, cuộc đời của ông không khỏi khiến người ta kính trọng. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.